Sau khi Ngân hàng Quốc dân tăng lãi suất điều hành vào ngày 25 tháng 10 thì đã có nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động của họ và thậm chí đã xuất hiện ngân hàng với lãi suất lên tới là 11% một năm. Và đây sẽ là danh sách những ngân hàng với lãi suất cao nhất. Đối với Namabank với Happy Future của mình thì trong kỳ hạn 9 tháng thì 3 tháng đầu lãi suất sẽ lên tới là 11% trên một năm và 6 tháng cuối lãi suất sẽ là 5,95% trên một năm. VPBank cũng sẽ có lãi suất tiết kiệm cao với Prime Saving. Chi tiết hơn, Prime Saving sẽ có kỳ hạn là 36 tháng và trong vòng 36 tháng thì lãi suất sẽ rơi vào khoảng là 10,2% trên một năm và tháng sau lãi suất sẽ là 8,35% trên một năm. Ngân hàng SCB đang có lãi suất là 9,15% trong một năm với kỳ hạn 12 tháng. Việt Capital Bank đang đưa ra lãi suất là 8,9% cho kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Tuy nhiên, thời gian áp dụng lãi suất này chỉ đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 và với mức gửi là trên 100 triệu đồng. Và cuối cùng là Việt Á Bank với 8,5% một năm gửi online trong kỳ hạn 12 tháng.